Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, câu 26 đến câu 38. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa, và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." Bấy giờ Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Quý vị và các bạn thân mến, theo giáo lý, mỗi chúng ta sinh ra đều mang nhiễm tội của nguyên tổ. Tuy nhiên, có một người được miễn nhiễm tội ấy, người có sứ mạng cộng tác cách đặc biệt trong chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Con người ấy là Đức Maria. Vậy bởi đâu mẹ được ơn vô nhiễm ấy? Bởi mẹ là mẹ của ngôi hai Thiên Chúa, Thiên Chúa nhập thể nơi cung lòng trinh nữ Maria. Mẹ mang trong mình ngôi lời Thiên Chúa là đấng thánh, không vết nhơ tội lỗi. Chẳng lẽ Thiên Chúa để mẹ mang vết nhơ của tội nguyên tổ khi mang trong mình ngôi hai Thiên Chúa? Chính lời chào sứ thần nói với mẹ: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Như khẳng định mẹ được ơn vô nhiễm bởi Thiên Chúa luôn ở cùng với tràn đầy ân sủng Chúa. Chính bởi Thiên Chúa tuyển chọn mẹ cộng tác trong chương trình cứu chuộc con người nên Ngài ban ơn, và hơn hết vì Ngài là Thiên Chúa nên không có gì mà Thiên Chúa không làm được. Ngoài ra, giáo hội đã tuyên tín về tín điều này năm 1854. Và những năm sau đó, chính mẹ đã hiện ra và nói với thánh nữ Bernadette tại Lộ Đức năm 1858 là mẹ là mẹ vô nhiễm. Mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm hôm nay, chúng ta nhận ra hồng ân vĩ đại nhất mà Thiên Chúa ban cho nhân loại chính là Đức Giêsu Kitô, người đã cho chúng ta được diễm phúc thoát khỏi tội nguyên tổ và cho chúng ta được làm con Chúa. Đồng thời, qua mẫu gương mẹ Maria, chúng ta sống theo gương mẹ, luôn gắn bó với Chúa để được Chúa ở cùng, để một ngày kia chúng ta được cùng mẹ chiêm ngưỡng vinh quang Thiên Chúa trên quê trời. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Đức Maria ơn trọng đại để mẹ cộng tác với con Chúa trong chương trình cứu chuộc. Xin cho chúng con những ơn cần thiết để noi gương mẹ,
chúng con biết chu toàn bổn phận làm con Chúa và sáng danh Chúa hơn. Amen.